Còn gần một tháng trước Tết Canh Tí 2020, những cành đào Nhật Tân đầu tiên đã bung nở và được bày bán dọc chợ Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Giá đào năm nay khá cao và nhiều người phải chi hơn nửa triệu đồng để sở hữu một cành hoa đào ưng ý. Trong không gian hoa đào và tiết trời se lạnh đã tạo cho cảm giác mọi người Tết đang đến rất gần. Các cành đào phai, đào thắm được bày bán, tuy là đào sớm nhưng giá bán cũng không quá cao. Tùy thuộc vào kích thước, những cành đào có giá bán khác nhau. Bình quân, cành nhỏ thường có giá từ 80.000 đến 250.000 đồng một cành. Những cành to hoặc được uốn, tạo dáng có giá từ 350.000 đến 500.000 đồng một cành. Thấy đào là thấy Tết rồi. Mình vì không muốn chơi Tết ngắn quá nên là mình phải chơi từ rất sớm. Sau khi mình đi một vòng thì giá cả ở đây nếu mà so với ngày Tết thì chắc rẻ bằng một nửa, 1/3 đấy. Không chỉ những người Hà Nội có thú chơi đào sớm, những cành đào Nhật Tân này còn được nhiều người khách từ phương Nam rất yêu thích. Một cành đào sẽ là món quà đặc trưng của Hà Nội để mang về. Thấy đào nó nở sớm thì tôi rất là thích. Nên tôi sẽ mang một cành đào về miền Nam để tôi trưng Tết dương lịch. Có một người nhà, chiều nay họ sẽ vào Thành phố Hồ Chí Minh. Và dịp Tết thì họ không có dịp ra đây nữa. Mọi người trong Sài Gòn thì rất là yêu quý đào Nhật Tân, đào Hà Nội. Cho nên hôm nay là đưa người đó đi để họ mua cành đào và họ chơi ông Tết và chơi sớm. Theo các tiểu thương, những cành đào được bày bán là đào Nhật Tân. Do các nhà vườn ươm trồng, nắm bắt nhu cầu người dân chơi hoa như mọi năm, nhiều nhà vườn đã chủ động tuốt lá sớm hơn để hoa nở sớm phục vụ bà con. Thì mình toàn đào Nhật Tân mà, đào Bích Nhật Tân là đào đẹp nổi tiếng từ xưa này đấy. Nhưng mình tuốt lá sớm thì mình bán bây giờ để đón Tết Dương lịch và đón Tết Noel. Mọi năm thì bán sớm hơn, tầm đầu tháng 11 âm lịch là bán rồi, nhưng mà năm nay thì nó ít, lượng đào nó ít hơn. Và người mua thì nó cũng như mọi năm thôi, vẫn có nhiều người ta thích chơi đào sớm. Chưa ngấm đủ cái lạnh của những ngày đông giá nên những cành đào sớm có thể không đẹp rực rỡ. Nhưng những sắc đào phai đã mang đến hương vị Tết sớm hơn trên mỗi phố phường Hà Thành.